Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ viết chương trình để phát một cái video trên YouTube. Trước hết các bạn cài cái thư viện Parfy, nhập vào cái lệnh là fix install Parfy. Tiếp theo chúng ta sẽ mở cái trình soạn thảo lệnh Python. Python chữ M ID là lib. Vào file, chọn new file để bắt đầu soạn thảo mã lệnh. Import hai cái thư viện vào dự án của chúng ta. Import Parfy, import CV2. Khai báo một cái biến URL bằng địa chỉ cái video trên kênh YouTube. Khai báo biến V viết tắt chữ video bằng Parfy new URL, tạo một cái kết nối và quản lý bởi cái biến V. Khai báo cái biến là bad V, bad video, và gọi cái phương thức là v.getBad pre-time bằng MP4, nhận cái dữ liệu tốt nhất từ cái kênh YouTube với cái định dạng là MP4. GetBad là tốt nhất cho nó. Tiếp theo khai báo một cái biến C bằng CV2 chấm video capture. Phương thức này rất là quen thuộc, đúng không? Không đưa vào bất kỳ tham số nào cả. Sau đó C chấm open bad v chấm url. Đây là cái biến với bộ dữ liệu tốt mình vừa thực hiện ở trên. Giờ là lúc chúng ta sẽ đọc các cái bức ảnh và tạo video. Why, true. Lập vĩnh viễn các cái lệnh sau. Red là lưu kết quả trả về của việc đọc. Thất bại hay thành công. P là bức ảnh. Sau khi có P thì chúng ta hiển thị nó lên. CV2 insert. Cửa sổ các bạn đặt tùy thích. Ở đây mình đặt là YouTube. Phải cái biến P, P chính là cái picture vừa nhận được ở cái phương thức read ở đây. Khai báo biến K để nhận cái giá trị từ bàn phím. Sử dụng phương thức là wiki. Đi kiểm tra K mà bằng 113. Khi các bạn nhấn phím Q thì K nhận giá trị 113 thì break thoát khỏi vùng lặp while và đóng cửa sổ CV2 destroy on window. Chương trình đã hoàn thiện, lưu vào cái thư mục dự án với cái tên tùy các bạn. Sau khi lưu xong, tiến hành thực hiện chương trình và xem kết quả. Trên màn hình là các bạn nhận được một cái video bằng cách đọc và ghép các cái bức ảnh từ cái kênh YouTube. Hôm trước chúng ta đã học một cái phương thức là xám hóa một cái bức ảnh. Giờ ta
xử lý cái video này, sám hóa cái video, khai báo một cái biến PG bằng CV2.convertColor. Convert cái gì? Đương nhiên là cái biến P, cái bức ảnh đọc ở trên. Cái mã màu CV2.color BGR to gray. Đây là cái mã sám hóa một cái bức ảnh sử dụng cái phương thức là convert color. Thử chạy lại xem kết quả nó như thế nào. Kết quả không thay đổi, do trong cái phần là insert chúng ta chưa thay đổi. Sau khi sám hóa thì lưu vào cái biến PG, ta sửa lại trong cái phần insert là biến PG, lưu và thực hiện chương trình. Và kết quả thu được là một cái video đã được sám hóa, chỉ còn màu gần như là đen trắng. Nói đen trắng thì nó cũng chuẩn, mà gọi là sám hóa cái bức ảnh. Cái việc mà sám hóa bức ảnh nó rất là quan trọng trong lập trình, đặc biệt là đối với nhân dạng đối tượng và khuôn mặt trên camera hoặc là trên video. Video của mình đến đây đã kết thúc. Chúc các bạn thành công trong lập trình và trong cuộc sống. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem.